Này thiện hiện, bốn tịnh lự chẳng hòa hợp, tức là bốn tịnh lự chẳng hệ thuộc nhau. Bốn tịnh lự chẳng hệ thuộc nhau, tức là bốn tịnh lự vô sanh. Bốn tịnh lự vô sanh, tức là bốn tịnh lự vô diệt. Bốn tịnh lự vô diệt, tức là bốn tịnh lự chẳng hòa hợp. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng hòa hợp, tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng hệ thuộc nhau. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng hệ thuộc nhau, tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô sanh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô sanh, tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô diệt. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô diệt, tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng hòa hợp. Này thiện hiện, tám giải thoát chẳng hòa hợp, tức là tám giải thoát chẳng hệ thuộc nhau. Tám giải thoát chẳng hệ thuộc nhau, tức là tám giải thoát vô sanh. Tám giải thoát vô sanh, tức là tám giải thoát vô diệt. Tám giải thoát vô diệt, tức là tám giải thoát chẳng hòa hợp. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng hòa hợp, tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng hệ thuộc nhau. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng hệ thuộc nhau, tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô sanh. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô sanh, tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô diệt. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô diệt, tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng hòa hợp. Này thiện hiện, bốn niệm trụ chẳng hòa hợp, tức là bốn niệm trụ chẳng hệ thuộc nhau. Bốn niệm trụ chẳng hệ thuộc nhau, tức là bốn niệm trụ vô sanh. Bốn niệm trụ vô sanh, tức là bốn niệm trụ vô diệt. Bốn niệm trụ vô diệt, tức là bốn niệm trụ chẳng hòa hợp. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng hòa hợp, tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng hệ thuộc nhau. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng hệ thuộc nhau, tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô sanh. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô sanh, tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô diệt. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô diệt, tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng hòa hợp. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không chẳng hòa hợp, tức là pháp môn giải thoát không chẳng hệ thuộc nhau. Pháp môn giải thoát không chẳng hệ thuộc nhau, tức là pháp môn giải thoát không vô sanh. Pháp môn giải thoát không vô sanh, tức là pháp môn giải thoát không vô diệt. Pháp môn giải thoát không vô diệt, tức là pháp môn giải thoát không chẳng hòa hợp. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng hòa hợp, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng hệ thuộc nhau. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng hệ thuộc nhau, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô sanh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô sanh, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô diệt. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô diệt, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng hòa hợp. Này thiện hiện, mười địa Bồ Tát chẳng hòa hợp, tức là mười địa Bồ Tát chẳng hệ thuộc nhau. Mười địa Bồ Tát chẳng hệ thuộc nhau, tức là mười địa Bồ Tát vô sanh. Mười địa Bồ Tát vô sanh, tức là mười địa Bồ Tát vô diệt. Mười địa Bồ Tát vô diệt, tức là mười địa Bồ Tát chẳng hòa hợp. Này thiện hiện, năm loại mắt chẳng hòa hợp, tức là năm loại mắt chẳng hệ thuộc nhau. Năm loại mắt chẳng hệ thuộc nhau, tức là năm loại mắt vô sanh. Năm loại mắt vô sanh, tức là năm loại mắt vô diệt. Năm loại mắt vô diệt, tức là năm loại mắt chẳng hòa hợp. Sáu phép thần thông chẳng hòa hợp, tức là sáu phép thần thông chẳng hệ thuộc nhau. Sáu phép thần thông chẳng hệ thuộc nhau, tức là sáu phép thần thông vô sanh. Sáu phép thần thông vô sanh, tức là sáu phép thần thông vô diệt. Sáu phép thần thông vô diệt, tức là sáu phép thần thông chẳng hòa hợp.